Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kỳ tích Hàn Quốc Bài viết của tác giả Thái Hào về sự phát triển của Hàn Quốc được đăng trên báo Tiến Dân ngày 11 tháng 8 Hình ảnh các tập đoàn gia đình trong nước như Hyundai, Samsung và LG được chính phủ hỗ trợ tích cực để cạnh tranh toàn cầu Cho đến nay rất nhiều người thường hay nói và tin một cách đinh ninh rằng Hàn Quốc hóa rộng là nhờ bê nguyên bộ sách giáo khoa của Nhật Bản về dịch và học liệu có đúng và đơn giản như vậy. Sau cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều, Hàn Quốc rơi vào tình trạng đối khổ và tụt hậu bậc nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người chưa tới 100 USD một năm. Bộ đất nước nhếch nhác, tối tăm vật vã. Trong hoàn cảnh đó, tướng Park Chung Hee đã đảo đảo chính và lên làm tổng thống, thực hiện những cải cách dữ dội về kinh tế, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi vũng lầy, tuyên bố trước 20.000 sinh viên đại học Seoul Ông nói, toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng, tù như không có ngày mai. Trong vòng 5 năm, phải cắn răng làm việc nếu muốn được sống còn. Nói là làm, những quyết sách lớn được ban hành. Ông biến cả đất nước thành công trường và nông trường. Làm việc, làm việc và làm việc. Không có chỗ cho hưởng thụ thuốc lá ngoại và cà phê thì bị cấm. Mỗi tuần nhịn ăn một bữa, TV chỉ phát những chương trình dạy làm giàu, vân vân. Với sự quyết đoán, bằng một tầm nhìn và tài năng vượt trội. Sau gần 20 năm, Park Chung Hee cùng đồng bào mình đã lột xác Hàn Quốc, biến quốc gia nghèo đói này trở thành một con hổ ở châu Á, khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng và kinh ngạc. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật về Park Chung Hee và kỳ tích sông Hàn. Bê sách giáo khoa của Nhật Bản về, đó chỉ là một thứ thần thoại do những người Việt Nam quá tin vào sức mạnh ảo ảnh của giáo dục trường học tạo ra. Chính độc tài kiểu Park Chung Hee đã góp phần đắc lực khiến Hàn Quốc phát triển. Tuy nhiên đó là thứ độc tài dân tộc lấy lợi ích quốc gia làm mục đích tối thượng chứ không phải là độc tài phe nhóm. Nó không phải là chỉ hà khắc với dân chúng mà còn sắc máu với chính quan chức trong bộ máy, bắn bất cứ kẻ nào dám ăn cắp một đồng của công. Điều này mang đến sự phát triển thần kỳ về mặt kinh tế, tuy nhiên chính cha đẻ của nó lại bị căm ghét và bị giết chết bằng một phát súng vào năm 1979. Không phải vì vô ơn, người ta giết bác Trung Hy vì khao khát được làm người. Hình ảnh Tổng thống bác Trung Hy Dưới thời cải trị của ông, người dân phải làm việc như những người lao động khổ sai với 12-14 tới 14 giờ mỗi ngày, nhưng phải sống kham khổ với đồng lương mạt rệp. Mọi quyền con người đều bị rẻ rúng, bất cứ ai khác ý kiến với chính phủ đều bị đàn áp không thương tiếc. Cảnh sát mang thước ra đường, đo tóc của người dân và cắt phăng. Phụ nữ bị đối xử thô bạo nếu dám cả gian mặc váy. Sự bóp nhẹt và đàn áp của bác Trung Hy còn dấy lên đến mức có tính chất phát xít. Khi năm 1972, ông ban bố thiết quân luật và đưa ra hiến pháp mới chấm dứt bầu cử trực tiếp và chính thức tự suy tôn mình làm tổng thống trọn đời. Các quyền cơ bản như tự do hội hợp, tự do lập hội, tự do bày tỏ ý kiến đều bị cấm đoán và bị chà đạp tàn bạo. Dưới thời bác Chung Hy, quyền con người bị bóp nhẹt, tính nhân văn bị hủy hoại, ám sát ông và sau đó những cuộc đảo chính, biểu tình và bất ổn với máu và nước mắt khoảng 10 năm đầy sóng gió đã dần đưa Hàn Quốc thoát khỏi độc tài và trở thành một nước dân chủ. Tất nhiên, mọi việc không dễ dàng khi các đời tổng thống Hàn Quốc kể từ sau Bác Chung Hee, người thì đi tù, người tự sát, kẻ bị tử hình, dường như hiếm có ai hạ cánh an toàn. Rốt cuộc là vì nỗi sợ độc tài và ám ảnh về một thời kỳ phát triển rực rỡ nhưng vô nhân đạo của nền kinh tế chỉ huy do Bác Chung Hee xây dựng. Bác Chung Hee với 18 năm tại vị là một nhân vật lịch sử có công trạng to lớn là tổng thống được biết ơn nhiều nhất nhưng cũng bị ghê sợ và căm ghét nhiều nhất. Huyền thoại về sách giáo khoa nên được cất đi và nhìn vào lịch sử Hàn Quốc với những gì đã trải qua để học lấy điều cần học và tránh những gì nên tránh, phải tránh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Kỳ tích Hàn Quốc. Thư ngõ gửi hai vị tiến sĩ ủng hộ xe VinFast bài viết dưới đây của tác giả Sony Tran được đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 12 tháng 8 phản bác về những nhận định của hai tiến sĩ Huỳnh Thế Du và Trần Đình Thiên về xe Vinfast hình ảnh bài trên trang cá nhân của Sony Tran đầu tiên mình biết vị tiến sĩ Fulbright Huỳnh Thế Du có vẻ hô hào chung chung điều đó không hẳn xấu nhưng ngài nói trật rồi đầu tiên xe Vinfast hiện nay là do tàu phát triển nhập đồ tàu về ráp CKD thì có gì là phát triển cho ngành xe hơi Việt Nam mà sợ thất bại? Hiện nay có vẻ VinFast đang gây hại hơn vì các khoản lỗ khổng lồ lên tới 34 tỷ USD. Chưa thấy biên lợi nhuận thu tiền về thì VinGroup toàn lấn biển lấy đất, lấy rừng để bán bất động sản trả nợ trái phiếu 10.000 tỷ chứ lợi gì. Nếu ai đọc được báo cáo của các tổ chức tính chỉ như Flitch hay Moody đều cho thấy họ đã hạ bậc tín dụng VinGroup và cảnh báo nợ tăng cao. Ngoài ra, chúng ta chỉ nên ủng hộ các doanh nghiệp làm ăn trung thực, Thiên Long, BTS, Nam Dương hay An Phước, vân vân đều là những doanh nghiệp được dân Việt Nam ủng hộ. Nếu họ IPO bên Mỹ, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Thêm điều nữa là ngay tiến sĩ Fulbright lại sai. Doanh nghiệp Việt Nam nên quen việc có những người chỉ ra sai phạm vấn đề hay trò gian trá đi. Ở Mỹ nhiều lắm, nhất là các quỹ short bán khống, Aaron, Lemon Brothers, và hàng trăm các vụ lớn nhỏ vẫn còn đó thấy thôi. Dân Mỹ yêu nước nhưng họ cũng hiểu rằng kinh tế chỉ vững mạnh khi doanh nghiệp trung thực và khỏe mạnh mà thôi. Điều đó giúp doanh nghiệp nhìn ra những lỗ hỏng hay bệnh của công ty mình mà khắc phục và có thể loại bỏ bớt các công ty làm ăn trí trá để người tiêu dùng Việt Nam biết mà mua đồ với giá trị tương xứng chứ không phải là nhập nhằng xuất xứ rồi bán giá đắt. Chưa kể chuyện dân tình đang phản ứng là VinFast truyền thông lừa bịp người tiêu dùng, thuê Trung Quốc làm mà cứ hô hào VinFast làm chủ công nghệ, thiết kế ý, rồi tự hào sản xuất này kia. Chứ ai nói gì thành công hay vỗ tay cho thất bại của VinFast ở đây. Các bài học về Asanzo khải siêu khi lừa dối khách hàng vẫn còn nhan nhãn đó. Mà tại sao Asanzo khải siêu bị báo chí việt nam đập cho tơi tả còn vinfast thì lại im re vậy chắc cái này phải nhờ các nhà báo chân chính ở đây trả lời giúp chứ chân giả thì chả hy vọng gì họ cải chính và đứng lên bảo vệ người tiêu dùng con số tác động hàng chục hàng trăm tỷ usd của ông tiến sĩ thiên chắc là do người trời tính báo mộng chứ tiến sĩ mà tính kiểu này thì chết kinh tế việt nam hình ảnh nhãn hiệu xe vinfast Giám chắc cả ông Thiên và ông Du và có thể nhiều chuyên gia khác của Việt Nam chưa từng tính hoặc không biết làm sao để tính những tác động kinh tế của VinFast, chứ ở đó mà phán tầm bậy, lấy ví dụ so sánh dưới đây để thấy Trần Đình Thiên nói sản như thế nào. Ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ, bao gồm sản xuất trong nước và nhập khẩu, đã bán ra 14,9 triệu xe hơi, tương đương 618 tỷ USD doanh thu trong năm 2021 và các chuyên gia của Hiệp hội Công nghiệp xe hơi Mỹ đã tính toán nó tạo ra tác động kinh tế khoảng 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế bằng 4,9% GDP. Như vậy có nghĩa là đối với nền kinh tế Mỹ thì một USD doanh thu từ ngành xe hơi sẽ tạo ra tác động kinh tế 1,62 USD. Năm 2022, thị trường xe hơi Việt Nam bán ra 500.000 chiếc, tương đương 11,9 tỷ USD và cứ cho là tỷ lệ tác động kinh tế tương đương như Mỹ, mặc dù không thể được như Mỹ vì ngành xe hơi Việt Nam chủ yếu là lắp ráp, không làm chủ công nghệ và không có chuỗi cung ứng nội tại hoặc và chuỗi cung ứng nội tại có giá trị tăng thêm thấp thì tác động kinh tế của ngành xe hơi Việt Nam là tầm 19,3 tỷ USD. Trong đó VinFast chỉ bán ra 23.000 xe tương đương 634 triệu USD trong năm 2022, chiếm 4,6% thị phần về số lượng. Thì tác động kinh tế của VinFast chỉ ở mức 1,02 tỷ USD chứ ông Thiên ở đó mà nói sản là hàng chục, hàng trăm tỷ. Nếu đặt lên bàn cân giữa con số 1 tỷ USD tác động lên nền kinh tế và số tiền USD chảy ra nước ngoài Do VinFast chuyển tiền trả nhà cung cấp trong năm 2022 thì có thể thấy bức tranh hiện tại nó không sáng sủa như hai ông thần này định hướng. VinFast chuyển USD ra nước ngoài trả cho nhà cung cấp bao nhiêu trong năm 2022 thì chỉ có họ mới biết. Nhưng với kết quả kinh doanh cả năm 2022, VinFast lỗ 2,1 tỷ USD và tổng chi phí giá thành của 23.000 xe đã bán kia là 1,05 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí R&D, cũng thuê ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Thì có thể số tiền USD mà VinFast chuyển trả nhà cung cấp nước ngoài còn cao hơn cả 1 tỷ USD tác động nền kinh tế kìa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin. Thư ngõ gửi hai vị tiến sĩ ủng hộ xe VinFast quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d